Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoac.rẻ24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lớp cho anh em. Tôi Rốt Trà chào lớp cho anh em. Tôi và Tiến chào. Chào lại đi. Tôi và Tiến chào lớp cho anh em. Ok con ạ, thì hôm nay như mình quay trở lại chủ đề lướng siêu cay, nhưng mà cái siêu cay của anh em mình hôm nay thì lại không siêu cay như mọi lần, mà hôm nay mình sẽ lướng đi như khác một chút, bởi vì hôm nay có thêm một chút mắc khén, một chút hạt giỏi của một người bạn ở trên Sapa ấy. Kiểu hay xem video của anh em mình, yêu quý anh em mình thì gửi cho một chút mắc khén và hạt giỏi. Nếu bạn đó mà có đang xem clip của anh em mình thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn. Quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay, thì ở kia anh em mình mua khá là nhiều chim di, mà chim di nhỏ bằng thế này mà rất là đắt các bạn ạ. Mình định mua chim sẻ nhưng mà không có, chỉ bé bé thế này thôi, bằng ngón tay cái này thôi, mà giá 30.000 một con. Khá là chát, mình không nghĩ nó chát đến vậy. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số chim gì đó. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là số chim gì mà mình đã mua các bạn ạ. Hiện tại trong lòng này đang có 39 con, và mình cầm trên tay một con cho các bạn xem là 40 con. Không biết là anh mình bắt lông 40 con chim gì này mất mấy tiếng nữa. Thực sự là người đó thì rất là nhỏ. Một đâu thế? Người nó nhỏ và lông nó thì rất là nhiều luôn các bạn ạ. À, mình thấy nhìn thấy thì kiểu những cái mỏ này của nó to hơn kiểu chim sẻ với chim sâu ấy. Thì ngay bây giờ anh mình sẽ mang đi để anh mình vặt lông, anh mình ướp siêu cay rồi anh mình nướng các bạn ạ. Kiểu ngày xưa mà bắn được con chim sâu hoặc chim sẻ và nhổ hết cả lông đi, mổ ra rồi kiểu chỉ sát một ít muối vào rồi nướng khô khô đi. Nghĩ đến cái cảnh đó mà kiểu cảm giác rất là nhớ tuổi thơ luôn. Không nói nhiều nữa, thì bây giờ mình sẽ mang số chim di này đi để anh em mình nhổ lông luôn các bạn nhá. Vậy là sau 2 tiếng anh em mình tập trung toàn bộ nhân lực để anh em mình vặt số lông của đàn chim di này thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Nhưng mà vẫn chưa sạch được hết các bạn ạ. Bởi vì những cái lông mà nhỏ nhỏ này thì anh mình không thể vặt được hết được. Bây giờ anh mình sẽ phải đi thu lùi qua. Rất nhiều clip các bạn đã góp ý cho anh mình rất là nhiều, và anh mua bình ga mini và đầu khò về để khò cho đỡ phải thu lùi bằng rơm. Thì hôm nay anh mình đã quyết định đầu tư một chiếc bình ga mini và chiếc đầu khò để anh mình thui hết số lông chim này. Còn kia em thử xem nó có tác dụng ấy. Thôi, cháy hết lông chân anh, nhìn nó xấu. Đấy. Còn đây là số mắc khén và hạt giỏi mà một người bạn yêu quý mình đã gửi cho mình các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ phải đi giã nhỏ nó ra. Còn chỗ kia thì anh em mình có chuẩn bị thêm một chút ớt, bởi vì anh em mình hay kiểu lướng mà cho một tí ớt vào cho cay cay một chút. Nên là anh em mình sẽ giã chung mắc khén rồi hạt giỏi với ớt giã chung với nhau. Bây giờ nhiệm vụ của Cường sẽ phải đi thui lùi hết số lông chim này đi. Đây là số mắc khén hạt giỏi rồi, bây giờ anh em mình sẽ giã ra. Cho ngay cái này đâu là mắc khén, đâu là hạt giỏi. Em chả biết. Hả? Em chả biết. nhưng anh thấy bạn ấy gửi cho cái này ít hơn thì chắc là cái này cho ít thôi, thì là sợ bị đắng ấy. Bởi vì gửi cho cái kia kiểu số lượng chênh lệch nhau quá nhiều, cái này thì cho rất là nhiều mà cái này thì rất là ít. Cái này nhìn giống hạt chắc là hạt giỏi. Hạt giỏi. Ừ đấy, cho vào để giã đi. Cho mấy hạt thôi, đun chè bỏ cái hạt mắc khén này ra xem nào. Tự mình chưa được tiếp xúc với cái loại này bao giờ con ạ. Dơ lên cho các bạn xem này. Dơ một ít đi. Chắc là cho vừa vừa thôi. Đúng mùi rồi, rất là kiểu thơm thơm. Bởi vì mình tình thoảng mà có mua thịt trâu thì cũng toàn mùi này các bạn ạ. Cho bớt một lửa chỗ này thôi. Một lửa chỗ này thôi. Ngân này đúng. Rồi, lửa đi, em cho lửa đi. Tiến cho lửa đi. Rồi thôi. Rồi bây giờ sẽ cho ướt vào để giã thôi. Tiến giã dần đi em. Giã nhỏ nhỏ ra nhá. Càng nhỏ càng tốt. Đi anh mình sát vào cho nó ngấm. Anh mình thì chưa ăn cái kiểu đồ nướng mà ướp mắc khén hạt giỏi bao giờ các bạn ạ. Lại cho thêm ướt vào chắc tí rất là tê đấy. Bên này thì Cường đang khò gần xong luôn rồi các bạn ạ. Những cái con mà sau khi mà được khò qua thì lông rất là sạch sẽ luôn. Chỉ còn vài con nữa là anh mình xong rồi, anh mình đi mang đi mổ. Mổ được hết 40 con chim này chắc là cũng khá là vất vả, bởi vì chim này nó rất là nhỏ các bạn ạ.
Vậy là anh em mình đã mổ và bỏ mỏ và chân đi rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cho hạt dối mắc khén và ướt vào đấy, anh em mình ướp thôi. Em cho vào. Xong xoa xoa bóp bóp lên để cho nó thấm trong từng miếng thịt chim di nào. Bóp đi, xoa bóp đi. Xoa bóp kiểu như đang massage. Thấy phê không Tiến? Phê. Hả? Phê không? Cứ mút tay cái xem vị hạt dối ra cho thế nào đã. Thôi. Cái đạo cụ để có thể nướng được số chim di này của anh em mình hôm nay rất là đơn giản, chỉ có một thanh xiên này thôi. Đây là anh em mình đã ra mượn của một cô bán đồ nướng, đồ quay ở chợ các bạn ạ. Mượn mãi, cô ấy mới cho mượn một cái thanh này về để anh em mình xiên chim thôi. Còn bên này thì anh em mình có là làm thêm một ít rau xà lách và một ít rau thơm để ăn kèm số chim di nướng mắc khén hạt dối này. Mình chỉ đang tưởng tượng tới cái lúc mà chim di được nướng chín, cảm giác là nhắc đến tới thôi mà kiểu đã nước miếng đang tuôn rơi rất là nhiều rồi. Em ngửi mùi thơm như kiểu nướng chín rồi. Bởi vì cái này nó thơm mà, mắc khén hạt dối rất là thơm luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cho vào nướng các bạn ạ. Bởi vì hôm nay cái loại này nướng cũng nhanh và cái này thì anh em mình phải thiết kế kê tạm cái kiềng bếp này ra để quay. Hơi mệt một chút, không như kiểu có hai bên chống đỡ nên là bạn phải chịu khó quay vậy. Ok. Đúng rồi bạn. Mùi lạ. Mới nướng một tí thôi mà đã rất là thơm rồi. Wow, rất là thơm các bạn ạ. Đợi nướng chín này như mình chuẩn bị thưởng thức thôi nào. Bạn thấy mỏi chay chưa? Bình thường mà. Thế bây giờ cái này cũng nhẹ mà, không như kiểu anh em mình quay trâu quay bò nên là nó nặng. Cái này thì bạn chịu khó quay một tí nhưng mà đổi lại cái thành quả là một lát nữa được thưởng thức cái món này. Bạn có nhớ cái thời xưa mà kiểu đi bắn từng tí chim một không? Có. Tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, còn đi bắn trộm gà chẳng chim. Tuổi thơ dữ dội của anh em mình là như vậy các bạn ạ. Sau khoảng 30 phút anh em nướng thì hiện tại chim mình nhìn thấy nó khô rồi, mình nghĩ là chín rồi. Vừa nãy thì anh em mình nướng cao nên là mất nhiều thời gian, anh em mình cho thấp xuống một chút để cho nhanh thôi ạ. Về thì mình sẽ bỏ lên bảy thôi. Thì bày lên cái mâm này, anh em mình đã chuẩn bị một mâm sắp xếp rau nhìn rất là đẹp luôn. Giờ bạn bỏ hết số chim này vào trong này cho đẹp thôi. Giờ anh em mình sẽ mang ra để thưởng thức. Nhìn mùi thơm thơm lạ. Rồi chảy hết nước miếng rồi các bạn ạ. Nào, đi thôi, mang ra để anh em mình thưởng thức thôi. Nhìn khá là bắt mắt luôn. Đi thôi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức món chim di nướng mắc khén và hạt dối của anh em mình các bạn ạ. Đây các bạn này, nhìn rất là ngon luôn. Không biết thưởng thức thế nào thôi. Đâu, bây giờ bạn Lâm thử đi, bởi vì công bạn Lâm là từ nãy đến giờ là quay ngồi mình quay cái xiên đó. Quay tay từ nãy đến giờ chắc mỏi lắm nhỉ. Anh mỏi không? Bây giờ thử ăn riêng. Mình mời các bạn này. Cả con rồi. Mồi bén. Có mùi gì lạ, không thơm. Mùi có chắc là hạt dối mắc khén. Đúng rồi. Ngon lắm. Đúng chứ bạn. Mồi bén nhưng mà hôm nay như mình toàn dùng nước ngọt thôi. Hay ở một đoạn mồi thì rất là ngon nhưng mà như mình chỉ dùng nước ngọt. Ngọt nào. Ba thanh niên thưởng thức đi. Hôm nay em muốn bỏ húc nha. Ok. Hôm qua mình có bí quyết là ăn tôm không bị dị ứng các bạn ạ. Bí quyết là toàn các bạn comment ở trên bài viết đấy nên nhiều các bạn nói mình không biết là cách gì nhưng mà các bạn để cho các bạn tò mò thôi. Mời các bạn nhé. Mời tất cả các bạn nhé. Mời tất cả các bạn nhé. Lần đầu tiên em ngửi thấy cái mùi. Ăn thịt trâu góc bếp bao giờ chưa mà bảo lần đầu tiên em ngửi thấy mùi. Em cười. Chưa. Giòn rồi. Mùi rất thơm. Thơm. Cay nữa. Ăn thơm rồi. Ăn thơm mà chắc ngon lắm nhỉ. Ngon. Thử xem. Giòn.
loại này nó chỉ bế băng này lên mỗi anh em chỉ cần cho cả một con vào mồm, cảm giác nhai phê con ạ. Ăn một lúc sau thấy tê tê mồm. Tê tê mồm. Nó tê tê, tê tê kiểu gì bạn? Chung ngấm bội như ớt mà nó ngấm nhai sâu cơ. Phải nhai kỹ. Đầu tiên em cũng chưa thấy ai nướng chim gì bao giờ hay sao? Ngày xưa anh em mình toàn nướng chim sâu, bắn chim sâu, nướng chim sâu, lúc bé như thế này. Ngày xưa là bắn gà nhiều nhất, bắn gà nướng nhiều nhất. Bắn gà về nướng. Ăn giòn tan. Mình nhìn nướng khá là khô các bạn. Nhìn khá là khô luôn. Mình bắt đầu thấy anh em đang xịt soạt rồi đấy. Cay à Tiến? Dạ nhiều ớt quá. Nó ớt chỉ một phần thôi. Anh nghĩ là do mắc khén hạt giỏi có một cái vị tê khác lạ. Ngạc quyện nào. Hôm nay này đã thế anh nhiều nhận cho thêm ớt cho siêu cay luôn. Đấy đi. Anh nhận tê cả lợi rồi, không phải tê nữa. Nhai cái cay bùi cay. Mùi. Đào giòn nữa. Ngon nhỉ. Ăn giòn. Nhai cũng to quá nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức cái món chim di nướng hạt dối và mắc khén con ạ. Con bộ xương không? Con kiểu xương không? Con này cho là gầy quá. Con cũng khá là gầy luôn các bạn ạ. Ăn xương nhiều. Đây các bạn này, đây là con chim di này, nhìn rất là nhỏ và gầy. Bởi vì chắc là cái loại này là gầy quá. Sau khi mình nướng lên nó khô không còn cái gì ấy. Chỉ còn một chút da bám vào xương thôi, còn những con khác thì nó có thịt. Mình sẽ cho các bạn xem một con khác mà con nào kiểu nó ăn nhiều nó béo ấy các bạn ạ. Cho các bạn xem con này, ăn nhiều nó béo thì nên là nó sẽ có thịt hơn những cái con mà gầy. Rồi mình sẽ chơi loại gầy. Mình mời tất cả các bạn nhá. Chưa bao giờ ăn chim bé này. Hôm nay được thưởng thức được. Sau một hồi mình cảm nhận trong miệng thì cảm thấy mình nghĩ đây là hương vị của mắc khén hạt dỏi. Cảm giác tê tê lạ thường luôn các bạn ạ. Bình thường anh mình ăn ớt nó cay một khác, còn đây là kiểu tê tê của mắc khén và hạt dỏi. Tê tê ngay nó tê tê trong một kiểu lạ thường luôn đấy. Không giống một cái gì cả. Không cay. Hả? Không phải là không cay mà nó tê tê. Không đi. Con này nhiều thịt đấy. Con đi béo. Nuôi béo. Béo anh. Thôi, con chắc là con được. Ủa. Anh con này cắn vào con tê hơn ý. Để cho thêm một chút rau. Đúng rồi. Tê thật. Anh nghĩ tê của nó chắc là cái hạt mắc khén rồi. Mắc khén hạt trong đầy trong. Em xoa lúc em xoa bóp đây này. Nó lỗi. Bạn Lâm nào, anh nhìn mình thì đánh chén gần hết rồi. Gần hết 40 chú chim di rồi. Bạn cho các bạn biết cái cảm giác khi mà thưởng thức món chim di nướng hạt dỏi và mắc khén đi. Nói chung là hôm nay nướng cái loại này thì lần đầu tiên tôi cũng là ăn chim di nướng và ăn mắc khén và hạt dỏi. Ăn nó có cảm giác có vị gì khó tả, nó tê mà nó cay. Nó mùi vị rất thơm ấy. Lạ ngon miệng. Bây giờ tôi lần đầu tiên ăn chim di nướng kiểu hạt dỏi mắc khén này, hạt dỏi mắc khén thì mùi rất là thơm luôn, mùi đặc trưng ấy. Ăn vào bên trong thì hơi tê tê cay cay, rất là tuyệt vời luôn. Ngon. Được không?
Em thì chưa bao giờ được ăn con chim mà nó bé như thế này, bằng ngón tay cái. Còn cái vị mắc kén hạt dổi này thì lần trước anh mình ăn thịt trâu các bếp thì có qua rồi. Nhưng mà lần này nó khác ạ. Ăn nó có mùi khác khác mà ăn vào tê hết lưỡi luôn các bạn. Nhưng được nướng nó mùi nó khác hơn. Khác hơn kia ấy. Ăn thực sự là rất phê. Ăn tê hết lưỡi. Còn nào? À, mình thì thấy cái món này rất là hay các bạn, vì nó có mùi đặc trưng của sổi mắc kén này, cho nên là mà lại nướng lại giòn nữa, nên mình thấy cảm cái mùi này nó thực ra là cái mùi nó rất đặc trưng, có thể là và rất là ngon. Có thể là anh em mình sẽ dùng cái sổi mắc kén này để anh em mình nướng thêm một số món nữa. Em thấy rất là tuyệt. Vậy là sau khi mà anh em thưởng thức xong cái món chim di nướng hạt dổi và mắc kén rồi thì đã cho các bạn biết cảm giác rồi. Và số chim di trên mâm này chỉ còn có 2-3 con nữa thôi. Nên là mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.